Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Né Trung Quốc Phạm Bình Minh lên diễn, lệnh Hà Nội Phó Thủ tướng xếp hàng. Và trong thời gian vừa qua, các bạn cũng đã chứng kiến rất nhiều những đồn đoán cũng như những nhận xét của nhiều bài báo và trang tin tức khắp nơi trên thế giới đã đăng tải về việc Việt Nam sẽ cử ai là người đại diện đi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ngày hôm nay, 28 tháng 9 năm 2019. Và điều đó đã diễn ra đúng như dự đoán và đúng như những gì mà chúng tôi đã thông báo trước đây. Đó là việc hôm nay Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để phát biểu và là người đại diện của đất nước Việt Nam trước cơ quan lớn nhất của thế giới này. Đó là hình ảnh đã được đăng tải trên một số trang báo trong nước và đặc biệt là báo chí quốc tế cũng đã đăng ngay lập tức hình ảnh phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế. Và đây là hình ảnh sáng ngày 28 tháng 9 giờ Mỹ, tức là tối ngày 28 tháng 9 giờ Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài phát biểu tại cuộc họp thường kỳ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, đây là ông Phạm Bình Minh đã xuất hiện và phát biểu. Và danh sách, ngoài ra điều này rất đặc biệt là danh sách và tên người đại diện của nhà nước Việt Nam để phát biểu tại đây đã được giữ kín đến phút cuối cùng. Và chúng tôi xin chia sẻ đây là danh sách để các bạn cùng biết và kiểm chứng. Và ngay sau video này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link để các bạn vào xem cái danh sách của đoàn Việt Nam. Danh sách phát biểu của đoàn Việt Nam trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn bị giấu tên người đại diện đến phút cuối cùng. Và ở trên các bạn thấy rất rõ, bốn nước phía trước gồm có Bhutan, Ungarn và một số nước khác đã có tên rất rõ ràng là đại diện là ai là người phát biểu. Nhưng khi thời điểm buổi 9 giờ sáng giờ Mỹ thì chúng tôi vẫn chuẩn bị phát biểu thì chúng tôi vẫn không thể cập nhật được tên của ai là người sẽ đại diện cho nhà nước Việt Nam. Và mãi đến khi ông Phạm Bình Minh xuất hiện thì như vậy thì mọi người cũng như truyền thông quốc tế mới biết rằng là chính là ông Phạm Bình Minh. Và điều đấy rất đặc biệt. Và đây là khi mà tôi đưa lên gần thì các bạn có thấy rất rõ là tên của những cái người đứng đầu nhà nước hoặc là phát biểu ngày hôm đó của đại diện của những cái nước khác đều có hết, nhưng mà riêng Việt Nam thì không có và trống trơn, chỉ để mỗi chữ Việt Nam mà thôi. Và tài liệu này nằm trên trang của Liên Hợp Quốc và chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết dư luận tại Việt Nam và trên thế giới đã có nhiều đồn đoán về việc Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng có thể đi Liên Hợp Quốc để phát biểu vào lần này và sau đó kết hợp thăm chính thức nước Mỹ luôn theo lời mời của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Hà Nội trong thời gian vừa qua. Và hình ảnh một số bài báo đã được đăng tải ở nước ngoài cho chúng ta biết điều đó. Đó là việc chuyến đi Hoa Kỳ của Nguyễn Phú Trọng có ích gì cho Biển Đông hay không. Chủ tịch nước Việt Nam kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp chính thức công du Hoa Kỳ. Việc này có giúp được Việt Nam ngăn cản được bước tiến của Trung Quốc tại Biển Đông hay không? Đây là đề tài câu hỏi của một bài báo trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng. Trong tuyên bố ngày 22 tháng 8, Mỹ nói quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Đây là lần thứ hai Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng qua. Thì với những cái thông báo này của phía Mỹ thì xác nhận là việc Việt Nam và Trung Quốc đã có đối đầu rất dữ dội ở ngoài Biển Đông và đặc biệt là khu vực bãi Thứ Chính. Và cho đến nay ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng. Tuy nhiên cũng đặt câu hỏi về việc ông có lên tiếng khi ông đến Hoa Kỳ hay không là một đầu đề một bài báo cũng như là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra đối với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước này. Nhưng điều chớ trêu sau là sau đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột ngột, bị đột quỵ tại Kiên Giang lần thứ nhất sau khi đi xem cái đồng nuôi tôm. Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch đi Mỹ của ông. Và với những cái chuyến bay dài giờ từ Hà Nội đi New York thì không biết ông Nguyễn Phú Trọng có thể đảm bảo sức khỏe hay không. Điều đó mà chúng ta cũng là một cái điều đặc biệt đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình ảnh các bạn có thấy rất rõ là ngay sau những bức ảnh này được đưa ra khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm công nghiệp tại Kiên Giang vào hôm 13 tháng 4, thì sau đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ và mất tích đến gần một tháng liền và chỉ xuất hiện với hình thức sức khỏe rất yếu sau một tháng mà thôi. Và ngoài ra thì khi ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Mỹ có một điều mà hiện nay truyền thông đang đặt câu hỏi là ông luôn luôn kiên định và mong muốn và yêu cầu
đất nước Việt Nam phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng với nền kinh tế đó và với chế độ xã hội chủ nghĩa đó thì vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến liên tục là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rất mạnh mẽ và lặp đi lặp lại rất nhiều lần về việc ông tuyên bố chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là chỉ đem lại đến đau khổ cho người dân mà thôi, và cáo buộc chủ nghĩa cộng sản đã đem đến cái chết của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, và ông kêu gọi các nước hãy đứng lên để chống lại chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Thì điều đó sẽ bất lợi cho Nguyễn Phú Trọng khi ông xuất hiện tại Mỹ trong cái cuộc họp Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay. Và hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy rất rõ đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng cũng vẫn phải suy nghĩ liên tục về cái ý tưởng của mình khi ông phải thốt lên rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đây là lời của ông Nguyễn Phú Trọng đã nói ra, và như vậy là các bạn ở Việt Nam phải đợi thêm cỡ hơn 20 năm, tức là hơn 80 năm nữa, 81 năm nữa thì mới hết thế kỷ này, nhưng mà cũng chưa biết là chủ nghĩa xã hội đã hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thì cũng có thể lúc đó là hoàn thiện rồi, mà cũng có thể chưa hoàn thiện và vẫn thể tiếp tục đợi tiếp một thế kỷ nữa thì rất là mệt và mệt mỏi, và đương nhiên là đất nước Việt Nam thì không thể đợi chờ như vậy được nữa. Và đáp lại cái điều đó thì ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng đã nói rằng chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà tìm. Thì đây là điều rất đặc biệt và cũng rất chân thật của ông Bùi Quang Vinh, là một cán bộ cấp cao hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đã nói ra. Và điều đó ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên lắng nghe, vì bản thân ông chỉ là một cái người nghiên cứu về xây dựng đảng tại Liên Xô cũ từ những năm 1980 với lực học là 23 tháng trên tổng số 36 tháng mới tốt nghiệp. Thì như vậy về nguyên tắc thì ông chưa đủ thời gian tốt nghiệp, nhưng sau đó ông cũng về và cũng tiếp tục hoạt động trên con đường chính trị của ông. Thì điều đó các bạn có thể tra cứu trên từ điển Bách Khoa toàn thư thì sẽ thấy rất rõ về cái việc bằng cấp của ông Nguyễn Phú Trọng và liên quan đến vấn đề chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cũ. Và cũng có thông tin cho rằng là bộ phận sức khỏe cũng như bên đảng cố gắng tìm mọi cách để chờ cho sức khỏe của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước có thể tốt lên thì ông sẽ đi Liên Hợp Quốc, nhưng điều đó đã không xảy ra vì tại đây còn có rất nhiều những hoạt động của đoàn Việt Nam, cường độ làm việc ở Liên Hợp Quốc cũng rất căng thẳng. Có lẽ đây là nguyên nhân làm cho tên người đứng đầu đại diện của nhà nước Việt Nam phát biểu tại Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể thống nhất để công bố đến tận phút cuối cùng. Và các bạn cũng đã biết điều đó rất nguy hiểm, vì khi sức khỏe không đảm bảo thì không chỉ đến Liên Hợp Quốc để phát biểu mà còn phải làm việc và gặp gỡ rất nhiều những phái đoàn khác nhau và rất nhiều những cuộc gặp khác nhau trong nhiều ngày liên tục. Thì với hành trình làm việc đó thì sức khỏe của ông có lẽ không đảm bảo. Và ngoài ra thì hiện nay Việt Nam vẫn có thói quen giấu kín sức khỏe của những người đứng đầu nhà nước là đại diện của nhân dân, đại diện của đảng. Và điều đó các bạn cũng đã thấy thông qua cái việc ông Trần Đại Quang mất trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần vì virus hiếm, ghi rất rõ. Và virus hiếm, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác định với báo chí Việt Nam rằng ông Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Theo ông Triệu, ông Quang mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị củng cố sức khỏe cho chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian mà thôi. Thì đây là hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy ông Trần Đại Quang trong lúc mắc bệnh hiểm nghèo nhưng mà vẫn phải tiếp tục công tác nhưng không thể hoạt động được một cách đầy đủ. Và tình trạng của ông Nguyễn Phú Trọng thời gian gần đây cũng tương tự như ông Trần Đại Quang, có nghĩa là không phải lúc nào ông cũng có thể xuất hiện một cách bình thường và tiếp những cái đoàn khách quốc tế đến thăm, vì ông với vai trò của người chủ tịch nước đứng đầu của trên 90 triệu người dân Việt Nam thì những cái lịch làm việc của văn phòng chủ tịch nước rất nhiều nhưng ông đã gần như không xuất hiện. Và ông Phạm Bình Minh dường như là người được quyết định cho phát biểu vào thời điểm chót và được giao đọc tờ giấy đã in sẵn một bài phát biểu dài khoảng 15 phút, và các bạn đã theo dõi trên những đường video mà chúng tôi đã chia sẻ trước đây cũng như trong một số bài báo trong nước và quốc tế đã thấy rất rõ là ông Phạm Bình Minh trong suốt quá trình 15 phút đó gần như chỉ cúi xuống để đọc cái tờ giấy mà ông đã được in sẵn mà thôi. Và trong bài phát biểu tương tự như vậy, cũng cùng vị trí như vậy, tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì chúng ta thấy hoàn toàn khác hẳn.
ông không cầm giấy để đọc như thế, mà tuyên bố rất rõ ràng và rõ ràng về những cái điều mà ông muốn truyền tải với thế giới. Và các bạn đã thấy rất rõ là giới lãnh đạo Việt Nam hoang mang trước phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội của Tổng thống Donald Trump. Tức là ông đã phát biểu ngay trước khi đoàn Việt Nam phát biểu, là vào ngày phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 9, Tổng thống Donald Trump nói: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của chủ nghĩa xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội. Điều ông nói rất rõ và rõ ràng, không cần giấy. Điều này ông Phạm Bình Minh chưa làm được và có thể ông cũng không thể làm được điều đó. Và tất nhiên với việc được Bộ Chính trị Việt Nam duyệt bài và cho phát biểu của ông Phạm Bình Minh thì ngôn ngữ và từ ngữ vẫn chỉ là quan ngại chung trong việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà không dám chỉ thẳng người đồng chí Trung Quốc như trước đó. Và điều đó rất nghiêm trọng đối với chủ quyền của Việt Nam không được nhắc tới tại Liên Hợp Quốc một cách triệt để và chính xác. Đây là đầu đề một bài báo đã được đăng ở báo nước ngoài, nói rằng Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra quốc tế, ra Liên Hợp Quốc, tránh nói tên Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 28 tháng 9 đã đưa vấn đề căng thẳng ở bãi tư chính giữa Trung Quốc và Việt Nam ra Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng tránh nói tên Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS, tức là Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hoạt động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế bao gồm UNCLOS. Đây là đầu đề bài báo đã gọi nói và rất rõ ràng. Chúng ta quan sát, theo dõi toàn bộ cái truyền hình trực tiếp về phát biểu của ông Phạm Bình Minh thì không hề nhắc đến Trung Quốc cũng như không dám chỉ thẳng Trung Quốc. Và điều này rất khác biệt với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó đã nhiều lần chỉ thẳng Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và thế là suốt 3 tháng qua, những hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và xua đuổi tàu cảnh sát biển, ngư dân Việt Nam đã không được ông Phạm Bình Minh nhắc tới một chữ nào trước Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và hình ảnh cụ thể mà các bạn có thể thấy rất rõ, đó là hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống hung dữ của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam liên tục trong 3 tháng qua. Và điều này rất nghiêm trọng ở chỗ là có điểm khảo sát này chỉ cách mũi La Gàn thuộc Bình Thuận 144 km, cách mũi Dinh Ninh Thuận khoảng 140 km mà thôi. Và nếu để gần lại thì các bạn cũng thấy rất rõ đường hành trình khảo sát này rất sát bờ biển Việt Nam, và chúng tôi sẽ chia sẻ những đường link này để các bạn cùng xem, hoặc là các bạn có thể xem trên trang của người nghiên cứu chuyên về hàng hải là ông Phạm Thắng Nam sẽ biết rất rõ điều này. Và tất nhiên những bài báo như thế này, những thông tin như thế này rất nghiêm trọng nhưng không được báo chí trong nước, 800 cơ quan báo chí đài trong nước đã im lặng hoàn toàn trước cái vận mạng của đất nước, trước an nguy của nhân dân và trước cái tính mạng của đồng bào là những cái người trực tiếp làm việc trên biển, là những người ngư dân đi đánh cá sẽ gặp phải nguy hiểm khi gặp những đội tàu như thế này của Trung Quốc. Vậy thì chắc chắn là Tập Cảnh Bình trong thời gian tới và các quan chức Trung Quốc sẽ hài lòng và mỉm cười khi nghe bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh trước Liên Hợp Quốc, cũng như sẽ tiếp tục cho tàu thăm dò hải cảnh đi vào vùng biển của Việt Nam và không cần suy nghĩ nữa vì không hề bị Việt Nam phản đối trước Liên Hợp Quốc. Dù ông Phạm Bình Minh cũng có muốn nói một cách khác đi, nói rõ hơn thì cũng đương nhiên có thể khó, thì ông đành phải xếp hàng sau các diễn giả khác và lên đọc các bài diễn văn đã được in sẵn cho ông. Chính quyền không do dân bầu thì đương nhiên là sẽ đem lại hậu quả xấu như vậy cho 90 triệu người dân. Và tất nhiên trong thời gian tới thì họ còn phải cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa trước khi có sự thay đổi cuối cùng diễn ra. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết thông tin để chúng tôi có thể cập nhật và cung cấp thông tin nhanh nhất, sớm nhất và trung thực nhất đến các bạn. Chào các bạn, Berlin, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Lê Trung Khoa, Thời báo.de.